Lablos 123 xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn series Nguyên lý hoạt động của hóa chất và máy huyết học sử dụng phương pháp laser. Bài này sẽ gồm 2 phần. Phần 1 sẽ nói về hoạt động của hóa chất huyết học và phần 2 sẽ nói về nguyên lý của huyết học sử dụng phương pháp laser. Qua đây, Lablos 123 xin gửi lời cảm ơn tới công ty hóa chất xét nghiệm HEMA Việt Nam đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi thực hiện video này. Trong những năm trước đây, khi mà công nghệ chưa phát triển thì việc phân tích các tế bào máu vẫn phải thực hiện bằng phương pháp thủ công và sử dụng các dụng cụ như pô tanh, buồng đếm, kính hiển vi. Các hóa chất sử dụng đó là dung dịch Marcano để đếm hồng cầu, dung dịch tớt để đếm bạch cầu và dung dịch amoni oxalat để đếm tiểu cầu. Đến những đầu năm 1950 thì kỹ sư Juan Carter đã nghiên cứu thành công và bắt đầu triển khai phương pháp đếm tế bào bằng máy tự động. Càng ngày các thế hệ máy đếm tế bào càng hoàn thiện về tính năng và độ tin cậy. Các máy thế hệ sau có nhiều ưu việt hơn các máy thế hệ trước cả về tốc độ lẫn tính chính xác. Các máy không chỉ dừng lại ở đếm tế bào máu riêng lẻ mà còn kết hợp về đếm hồng cầu lưới, làm tiêu bảng, nhuộm tiêu bảng và đánh giá hình thái của tế bào. Các hãng lớn hóa chất trên thế giới cũng như các máy của các hãng cung cấp nổi tiếng như Carter, Abbott, Sidmec, Roche và hai nguyên lý chủ yếu sử dụng đó là nguyên lý tổng trở và nguyên lý tán xạ laser. Bên cạnh sự phát triển của các hãng máy thì ngành công nghiệp hóa chất xét nghiệm huyết học cũng phát triển theo. Hầu như mỗi hãng máy đều cho ra sản phẩm hóa chất đi kèm với máy của mình riêng và khó có thể sử dụng hóa chất của hãng khác. Việc một số công ty phát triển xét nghiệm hóa chất huyết học có khả năng tương thích với đa số các thiết bị hiện có quả thực là điều rất tuyệt vời. Họ giúp người sử dụng có thêm sự lựa chọn cũng như phá vỡ thế độc quyền trong phân phối hóa chất huyết học, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng xét nghiệm. Và công ty hóa chất HEMA Việt Nam là một ví dụ. Tại Việt Nam, HEMA là công ty duy nhất đóng vai trò sản xuất và phát triển sản phẩm này trên thị trường. Vậy các hóa chất huyết học này có vai trò gì trong phân tích tế bào máu? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chúng. Hóa chất huyết học sẽ chia thành 3 loại, đó là hóa chất pha loãng, hóa chất ly giải và hóa chất rửa máy. Dung dịch pha loãng giúp pha loãng tế bào máu khi phân tích, đồng thời giúp duy trì ổn định tế bào hồng cầu trong buồng đếm. Dung dịch ly giải giúp ly giải tế bào hồng cầu để dễ dàng phân tích bạch cầu cũng như xác định lượng huyết sắc tố. Về dung dịch rửa thì chúng có tính tẩy rửa mạnh, giúp làm sạch kim hút cũng như đường ống sau khi phân tích. Thành phần của chúng sẽ bao gồm có muối vô cơ, đệm vô cơ hoặc đệm hữu cơ, chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. Các hóa chất sẽ được điều chỉnh pH và áp suất thẩm thấu để cân bằng với áp suất thẩm thấu của máu. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thành phần muối vô cơ. Thì thành phần muối vô cơ thì sử dụng hỗn hợp muối, ở đây là muối natri clorua và natri sunfat. Chúng giúp tạo ra áp suất thẩm thấu của hóa chất cân bằng với áp suất thẩm thấu của máu. Điều này rất quan trọng đối với việc đếm tế bào máu. Muối này giúp dung dịch hóa chất có tính đẳng trương. Nhờ vậy mà tế bào hồng cầu có thể duy trì hình dạng về kích thước khi đo. Nếu dung dịch ở dạng ưu trương thì tế bào sẽ mất nước và sẽ trở lên teo đét. Ngược lại, với dung dịch nhược trương thì nước sẽ từ tế bào đi vào trong tế bào hồng cầu làm chúng căng và bị vỡ. Ngoài ra, muối vô cơ còn cung cấp các ion như natri clor sunfat làm cho hóa chất có tính dẫn điện. Tính dẫn điện này rất quan trọng trong đếm tế bào theo nguyên lý tổng trở. Tiếp theo về đệm vô cơ. Đệm vô cơ thì có thể sử dụng cặp muối natri hydrophosphat và Na2HPO4. Đệm này giúp pH của dung dịch có pH xấp xỉ với pH của máu là 7,4. Đệm vô cơ kết hợp với chất hoạt động bề mặt giúp phân tách các cụm tế bào máu, chống kết dính giữa các tế bào, đồng thời ngăn chặn tế bào máu bám dính vào thiết bị, buồng đếm và các ống dẫn. Tiếp theo về chất hoạt động bề mặt thì thành phần sẽ gồm có N-dodecyl demantoxid, N-tetradecyl demantoxid,
N-dodecin D-glucopyranoside và N-dodecin D-glucopyranoside. Chúng giúp tăng cường độ hòa tan và độ ổn định của dung dịch đẳng trương, làm giảm sức căng bề mặt, ngăn ngừa hình thành bọt khí trong hóa chất, đồng thời phân tách hồng cầu và tiểu cầu trong buồng đếm. Cuối cùng là chất bảo quản. Thì chất bảo quản có thành phần procolin, chúng giúp ngăn ngừa sự sinh sống của vi khuẩn cũng như nấm mốc có thể gây phá hỏng hóa chất. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 6 tiêu chí của hóa chất huyết học, đó là chạy trắng background, giá trị kiểm chuẩn, độ lặp lại, lỗi clock, không hòa tan không khí, bọt khí và tính tương thích với đa số các máy huyết học đếm theo phương pháp laser hoặc tổng trở. Đầu tiên về tiêu chí chạy trắng background. Background là chương trình chạy thường bật lên lúc khởi động máy. Kết quả background lý tưởng phải cho ra kết quả số lượng hồng cầu, hemoglobin, số lượng bạch cầu và tiểu cầu bằng 0. Điều này cho thấy hóa chất đạt độ tinh khiết cũng như chứng tỏ các tế bào máu không còn sót lại trên đường ống và buồng đếm. Tiếp theo về giá trị kiểm chuẩn. Phải vượt qua được kiểm tra chất lượng hệ thống. Kiểm tra này đánh giá khả năng đo chính xác và sai số hệ thống. Như vậy, hóa chất tốt cần đạt hoặc tiệm cận điểm vàng gold point để hạn chế thấp nhất sai số hệ thống xảy ra. Về độ lặp lại. Độ lặp lại là khi phân tích nhiều lần trên cùng một mẫu trong khoảng thời gian nhất định cho kết quả như nhau và theo thời gian vẫn phải đảm bảo độ lặp lại này. Tiếp theo là lỗi clock. Lỗi clock được hiểu là do sai sót của hóa chất mà thiết bị vận hành không đạt như mong muốn. Thiết bị chỉ đo được một phần trong tất cả các thông số. Ở đây, lỗi clock xảy ra với chỉ số số lượng bạch cầu. Tiếp theo, hóa chất huyết học không được hòa tan không khí cũng như bọt khí. Bởi vì nếu xuất hiện bọt khí trong hóa chất, bọt khí sẽ theo các ống dẫn làm tắc hoặc ngăn dòng chảy liên tục của hóa chất khi phân tích. Đồng thời, hóa chất có bọt khí tạo cơ hội cho vi khuẩn nấm mốc phát triển và làm hỏng hóa chất. Cuối cùng, hóa chất phải đảm bảo tính tương thích với đa số các thiết bị hiện có trên thị trường. Thì hiện nay trên thị trường thì ngoài các hóa chất đi kèm theo máy do các hãng tự sản xuất thì cũng có các hãng sản xuất hóa chất dòng huyết học, đó là Hema của Việt Nam, Cumming của Trung Quốc, Diagon của Indo, Diachon của Hungary, Sip của Pháp, ABIX của Argentina. Và tại Việt Nam thì Hema là công ty hóa chất duy nhất phát triển dòng sản phẩm này. Hema cung cấp hóa chất cho các máy 18 thông số cũng như các máy 22 thông số phân tích được 5 nhóm bạch cầu riêng rẽ. Các hóa chất của Hema cung cấp có thể sử dụng cho các hệ thống của Abbott, Celltex, Beckman Coulter và Horiba. Địa chỉ của Hema Việt Nam đó là 99/45/47 Phạm Đăng Giảng, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam. Vâng, trên đây là phần thứ nhất về nguyên lý hoạt động của hóa chất. Trong phần 2 thì các bạn sẽ được giới thiệu về nguyên lý của máy phân tích huyết học. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới công ty Hema đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2.